Thực hiện chiến lược vaccine COVID-19 đến toàn dân và đẩy nhanh tốc độ tiêm phủ mũi 3 trước ngày 28 Tết Nguyên đán, Sở Y tế Đà Nẵng đã thiết lập các điểm tiêm vét ngay tại các bệnh viện. Theo đó, người dân từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine do nguyên nhân khách quan và chủ quan hoặc không nhận được thông tin tiêm chủng do lỗi hệ thống tin nhắn sẽ được tiêm trả đủ mũi. Theo thống kê, thành phố đã tiêm hơn 2,1 triệu mũi vaccine phòng COVID-19, trong đó hơn 188.000 lượt người đã được tiêm mũi 3. Hiện tỷ lệ bao phủ vaccine tại Đà Nẵng đạt hơn 98%.